Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt Suez 1040. Đây là chương trình Tin Thế Giới chúng tôi thực hiện tại California sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số tin tức tổng hợp liên quan đến tình hình thế giới như sau. Thứ nhất là bản tin cập nhật COVID-19 trên toàn cầu tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Bản tin thứ hai liên quan đến việc Trung Quốc tuyên bố bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp bị Mỹ trừng phạt. Đó là cái bản tin thứ hai. Bản tin thứ ba, Đức, Pháp, Italy ra tuyên bố chung dỡ trừng phạt các nước can thiệp vào tình hình của Libya. Bản tin thứ tư, Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ gây ngạc nhiên khi cho hay ông có kế hoạch thăm Trung Quốc trong năm nay. Bản tin thứ năm, Mỹ tập trung vào Indo-Pacific để đối phó với Trung Quốc. Bản tin thứ sáu, Nhật chi hơn một nửa tỷ đô cho các công ty rời khỏi Trung Quốc. Sau đây là chi tiết của toàn thể các cái bản tin. Cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 22 tháng 7, 2020. Tính đến 6 giờ sáng ngày 22 tháng 7, toàn cầu đã ghi nhận 15.078.885 người nhiễm COVID-19, trong đó có 618.684 ca tử vong và 9.101.420 bệnh nhân bình phục. Tin đặc biệt từ một số nước, tin từ Mỹ, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm của Mỹ đã vượt 4 triệu lên 4.024.308 trường hợp, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngày 21 tháng 7 cũng ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong hơn nửa tháng, một tháng rưỡi qua, ở mức 1.058 trường hợp, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 lên 144.892 trường hợp. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump lên tiếng cảnh báo tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi chuyển biến tích cực, đồng thời hối thúc người dân Mỹ đeo khẩu trang nhằm hạn chế lây lan của virus. Ông đã nói như vậy, chúng tôi yêu cầu mọi người, những ai không thể thực hiện giãn cách xã hội hãy đeo khẩu trang. Dù bạn có thích hay không, đeo khẩu trang sẽ mang tới tác động, nó sẽ có hiệu quả và chúng ta cần làm những gì có thể. Tổng thống Trump cũng tiết lộ vaccine phòng COVID-19 đang được sản xuất, tuy nhiên ông không đưa ra thời điểm cụ thể. Tin đặc biệt từ Brazil, Brazil vẫn là điểm nóng của COVID-19 ở Nam Mỹ và thế giới. Thống kê của Bộ Y tế Brazil công bố ngày 21 tháng 7 cho thấy số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 80.000 người, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Trong ngày 21 tháng 7, Brazil đã ghi nhận thêm 1.346 ca tử vong, hiện hơn 2.1 triệu trong tổng số dân 212 triệu dân Brazil đã mắc bệnh. Cùng ngày, Brazil cũng thông báo hai thành viên trong nội các của Tổng thống Bolsonaro, đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng phụ trách vấn đề công dân cũng đã nhiễm COVID-19. Tin từ Tây Ban Nha, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tỷ lệ nhiễm COVID-19 đã tăng gấp 3 lần kể từ khi nới lỏng phong tỏa được 3 tuần nay. Nhà chức trách đang nỗ lực kiềm chế tốc độ lây lan của các ổ dịch mới, chủ yếu ở vùng Catalonia và Aragon. Tin Ấn Độ, Ấn Độ thủ đô New Delhi lần đầu tiên đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức dưới 1.000 người trong vòng 7 tuần qua, trong khi đó có thêm nhiều bang khác áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch và lây lan. Ấn Độ hiện ghi nhận tổng cộng 1.194.085 ca nhiễm và 28.771 ca tử vong. Tin đặc biệt từ Hàn Quốc, số ca nhiễm ở Hàn Quốc đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Ngày 21 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC cho biết có thêm 45 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13.816 ca. Như vậy, số ca nhiễm mới theo ngày đã tăng gấp đôi so với 26 ca ghi nhận một ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên dịch bệnh tại Hàn Quốc có dấu hiệu nóng trở lại sau 28 ngày số ca nhiễm được ghi nhận ở mức thấp. Nguyên nhân chủ yếu do lực lượng lao động người nước ngoài nhập cảnh từ Iraq tăng nhanh và
Một loạt ổ dịch trên các tàu hàng của Nga đang neo đậu tại thành phố cảng Busan miền Nam Hàn Quốc. Số ca tử vong tại Hàn Quốc vẫn ở mức 296 ca. Bản tin đặc biệt thứ hai, Trung Quốc tuyên bố bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp bị Mỹ trừng phạt ngày 21 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Uông Văn Bân đã báo cáo buộc Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả quyết định của Mỹ về việc bổ sung 11 công ty Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế do cách chức đối xử với người Di Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Sự việc này được cho là xuất phát từ việc ngày 20 tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo bổ sung 11 công ty Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế do có những hành vi xâm phạm nhân quyền đối với người Di Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bộ Thương mại Mỹ cho rằng các công ty này dính líu đến việc sử dụng lao động cưỡng bức đối với người Di Ngô Nhĩ và nhóm sắc tộc Hồi giáo thiểu số. Được biết rằng trong 11 doanh nghiệp trên có một số công ty dệt và hai doanh nghiệp bị cho là tiến hành các hoạt động phân tích gen để phục vụ các hành động đàn áp người Di Ngô Nhĩ và các sắc tộc Hồi giáo thiểu số khác. Ông Uông Văn Bân khẳng định Bắc Kinh kiên quyết phản đối động thái trên và sẽ triển khai những biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Bản tin đặc biệt thứ ba, Đức, Pháp, Ý ra tuyên bố chung dọ trừng phạt các nước can thiệp vào tình hình của Libya. Về định hướng sắp tới, tin mới nhất cho biết các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Italy đã sẵn sàng cân nhắc sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu như những hành động vi phạm lệnh cấm vận trên biển, trên mặt đất hay trên không tiếp diễn. Đức, Pháp, Ý đã ra tuyên bố chung kêu gọi các quốc gia dừng việc tăng cường can thiệp vào tình hình của Libya, đồng thời tôn trọng lệnh cấm vận do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với quốc gia Bắc Phi này. Lãnh đạo của ba nước Đức, Pháp, Ý cũng hy vọng đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU sẽ đưa ra đề xuất về vấn đề này. Đây là lần đầu tiên ba nước lớn ở châu Âu đe dọa trừng phạt trong bối cảnh thế giới ngày càng lo ngại về chiến sự gia tăng tại Libya. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh sự can thiệp của nước ngoài ở Libya đã lên tới mức độ chưa từng thấy. Hiện Libya đang tồn tại hai chính quyền song song với sự hậu thuẫn của các lực lượng vũ trang riêng. Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya gọi tắt là GNA hoạt động ở Tripoli được Liên Hợp Quốc ủng hộ và các nhóm vũ trang hậu thuẫn. Trong khi đó, chính quyền ở miền đông được lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya LNA trung thành với tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ GNA và hỗ trợ quân sự giúp chính phủ này chống chiến dịch tấn công của LNA phát động từ tháng 4, 2019 nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Nga, Ai Cập ủng hộ tướng Haftar. Xung đột vũ trang giữa hai phe phái này đã khiến cho các hoạt động khai thác và xuất dầu của Libya bị ngưng trệ trong thời gian dài. Hiện tại các bên tại Libya tiếp tục giao tranh bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Bản tin thứ 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Max Esper gây ngạc nhiên khi cho hay ông có kế hoạch thăm Trung Quốc trong năm nay. Tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra giữa lúc Washington đang thể hiện quan điểm cứng rắn hơn với Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông. Phát biểu tại một cuộc hội thảo, ông Esper nói: "Trước khi năm nay kết thúc, tôi hy vọng tôi sẽ tới thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực có lợi ích chung, thiết lập các quan hệ hệ thống cần thiết dành cho liên lạc trong thời kỳ khủng hoảng và củng cố những mục đích của chúng tôi về cạnh tranh cởi mở trong hệ thống quốc tế mà chúng ta đều thuộc về." Cũng theo Bộ trưởng Esper, ông chưa đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào về việc rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc, song Lầu Năm Góc đang xem xét các lực lượng trên toàn thế giới. Bản tin đặc biệt thứ 5, Mỹ tập trung vào Info và Pacific sẽ đối với khó với Trung Quốc. Gần đây, Bộ trưởng Phòng Mỹ Max Esper có bài phát biểu về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có tên gọi là Indo-Pacific trong khuôn khổ chương trình của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS Anh. Cụ thể, ông Esper đưa ra ba trụ cột trong chiến lược Indo-Pacific gồm sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quan hệ đối tác, xúc tiến liên kết khu vực. Theo đó, Lầu Năm Góc đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa, tăng cường năng lực của không quân, hải quân, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống vũ khí với độ chính xác cao.
Mỹ cũng áp dụng chiến thuật khó đoán ở Info và Switch bằng cách tăng cường sự hiện diện và triển khai bất ngờ các máy bay ném bom để đối thủ khó dự đoán. Chiến lược của Mỹ đồng thời bao gồm việc tái bố trí lực lượng tại Info và Switch. Về định hướng sắp tới, ông Esper cho hay Mỹ sẽ tăng cường hợp tác an ninh và tiến hành những cuộc tập trận đa phương với các đối tác đồng minh nhằm đảm bảo một trật tự theo luật quốc tế trong khu vực. Ông nhấn mạnh khoảng 80% hàng hóa thế giới được vận chuyển qua Info và Switch và nhất là Biển Đông. Do đó, chúng tôi phải đảm bảo tự do hàng hải, hàng không trong khu vực. Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để hỗ trợ họ duy trì và bảo vệ vùng biển của mình. Chúng tôi muốn đảm bảo các quốc gia tôn trọng chủ quyền của nhau và tuân thủ luật pháp cũng như các quy tắc quốc tế. Trong bài phát biểu của mình, ông Esper khẳng định Mỹ đã nêu rõ lập trường là bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi nhấn mạnh rằng Trung Quốc không có quyền để biến các vùng biển quốc tế thành đặc khu đặc quyền kinh tế riêng của nước này. Ông nói vậy. Tin đặc biệt thứ sáu, Nhật Bản chi hơn nửa tỷ đô cho các công ty rời Trung Quốc. Nhật Bản bắt đầu trả tiền để những công ty của nước này rút khỏi các nhà máy của mình khỏi Trung Quốc và quay về nước hoặc đến Đông Nam Á. Theo chương trình nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc sản xuất vào Trung Quốc, tổng cộng 57 công ty bao gồm các hãng tư nhân như Iris, Oyama và Sharp sẽ nhận được 57.4 tỷ yên, tương đương 536 triệu đô tiền trợ cấp chính phủ Nhật Bản. Theo hãng Fomper hôm 18 tháng 7 dẫn tin từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này, thêm 30 công ty được hỗ trợ tài chính để chuyển hoạt động sản xuất đến Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác, nhưng chưa rõ số tiền là bao nhiêu. Trong khi đó, báo Nikkei đưa tin chính quyền Tokyo sẽ chi tổng cộng 70 tỷ yên trong đợt này. Đây là khoản chi từ gói ngân sách 243.5 tỷ yên được chính phủ phân bổ từ tháng 4 nhằm giảm sự phụ thuộc của Nhật Bản vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng Nhật Bản chi nửa tỷ đô cho các công ty rời khỏi Trung Quốc đã kết thúc cái chương trình Tin Thế Giới của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị đăng ký, like, share để ủng hộ kênh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị ở video kế tiếp. Và trân trọng kính chào. Chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.